Lee Hwang Soo lần đầu xuất hiện trực tiếp với hình ảnh gây xúc động sau thông báo rời Running Man. Lễ trao giải Big Sang 2021 đã thành công thu hút sự chú ý với giới truyền thông khi quy tụ dàn sao màn ảnh khủng như Ju Jae Suk, Kim Seo Jeon, Song Joong Ki, Lee Seo Ji, Lee Chun Ki và chàng Hyo Lee Hwang Soo. Sự xuất hiện của nam diễn viên khiến các fan không khỏi vỡ òa vì đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trực tiếp trước công chúng sau khi tuyên bố rời khỏi Running Man. Một số bình luận từ netizen, ánh mắt ấy như sắp khóc tới nơi nhưng cố kìm lại. Nói không buồn là nói dối nhưng sức khỏe của anh vẫn là quan trọng nhất. Như này thì tập cuối anh cũng sẽ để dâu như này và nó làm chúng ta nhớ rằng 11 năm trước khi bắt đầu Running Man anh cũng như thế này đây. Anh lại để dâu như những tập đầu tiên đấy à? Chúng ta đã mất mực, giờ còn mất cả hươu cao cổ. Anh để dâu nhìn thương quá. Chắc anh rất buồn vì rời Running Man nên mới tiểu tụy như vậy và không thèm cạo râu. Là chàng trai mang đến nhiều năng lượng tích cực cho dàn cast cũng như các fan, dù từng nói, tôi sẽ không rời Running Man cho đến khi chương trình kết thúc, nhưng có lẽ vài tuần nghỉ ngơi không đủ để Lee Hwang Soo hồi phục chấn thương. Dù sự rời đi của chàng Hyo để lại nhiều tiếc nuối nhưng các fan vẫn ủng hộ để anh có thể tập trung hơn vào sự nghiệp diễn xuất và mau chóng kết hôn. Nếu là một fan của chàng Sú, hẳn là các fan không thể không nhớ đến những khoảnh khắc kinh điển dưới đây trong hành trình 11 năm sát cánh cùng Running Man. Điệu nhảy cót két huyền thoại. Điệu nhảy cót két không còn quá xa lạ với các fan Running Man, được xem như cỗ máy nhảy của chương trình. Lee Hwang Soo luôn khiến các fan cười ngất với những màn vũ đạo nhiệt huyết không mệt mỏi. Bất kỳ lúc nào nhạc nổi lên, anh chàng luôn quẩy hết mình. Màn phát biểu khi nhận giải của Lee Hwang Soo khiến Song Ji Hyo nghẹn ngào nước mắt. Mỡ ngố từng rơi nước mắt ngay trên sóng truyền hình trực tiếp khi chứng kiến người em thân thiết Lee Hwang Soo lên nhận giải thưởng xuất sắc hàng đầu Top Excellence Award. Trong bài phát biểu cảm ơn, Lee Hwang Soo đã thể hiện tình cảm dành cho dàn sao Running Man và gọi Song Ji Hyo là người chị ruột của em. Nghe đến đây, nữ diễn viên đã không thể cầm nổi nước mắt vì quá xúc động, biệt danh hoàng tử châu Á từ đâu mà có. Các fan sau này của Running Man hẳn sẽ thắc mắc vì sao Lee Hwang Soo có danh xưng này. Câu trả lời là bắt nguồn từ lần đầu tiên Running Man đến Việt Nam với đường đua châu Á. Ngay từ khi có mặt tại Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, dàn cast chương trình đã được chào đón nồng nhiệt. Fan xếp hàng chật kín xung quanh khu vực nhà hát múa rối Thăng Long, khiến đường phố tắc nghẽn. Lee Hwang Soo là thành viên được fan gọi tên to và rõng rạc nhất, khiến mọi người cũng phải bất ngờ về độ nổi tiếng của anh. Kim Jong Kook nói với các thành viên, cậu ấy là Giang Jong Hoon của Việt Nam đó. Sau đó, Lee Hwang Soo nhận được ngôi vương hoàng tử châu Á do các thành viên đặt cho vì sự nổi tiếng của anh tại đây. Hội liên minh phản bội, đúng như tên gọi, mỗi khi liên minh này được hình thành ở các vòng xé bảng tên, sẽ khiến các fan không khỏi mong chờ những màn phản bội đặc sắc sắp được diễn ra. Ngoài ra, hội này còn có một số đặc điểm khác như hay chơi xấu đội khác, phạm quy, chơi dơ mặc dù vậy. Khán giả luôn mong chờ tổ hợp này liên minh với nhau vì họ luôn đem lại những tình huống hài hước bất ngờ. Tất nhiên, mặc dù cấu kết với nhau nhưng cả ba vẫn không tin tưởng nhau mà ngấm ngầm chơi xấu nhau, tạo nên nhiều tình huống khó đỡ. Trong thời gian sắp tới, hình ảnh liên minh ba kẻ phản bội bậc nhất Running Man này sẽ trở thành kỷ niệm đẹp mà mọi người luôn nhớ đến và trân trọng.